Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình có ra bờ biển của Mỹ Khê nha các bạn, ở thành phố Quảng Ngãi nha, để quay một cái vlog cho các bạn xem về biển đêm của thành phố Quảng Ngãi nha các bạn. Ở đây về đêm nè, đi chiều đang lên rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Bờ biển bây giờ thì khá là vắng nha. Mọi khi thường ngày thì nó đông lắm các bạn. Bây giờ bờ biển của mình nó đang cải tạo lại nè, rất là đẹp luôn nha. Nhìn xa xa chân trời nè, các bạn thấy không? Bờ biển bây giờ thì khá là sạch luôn nha các bạn. Không, bây giờ người ta đang quy hoạch lại, rất là đẹp ha. Mình quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đây là mấy anh em mình đang ở ngoài bờ biển nha các bạn. Sóng đánh rất là mạnh luôn, nhưng mà nhìn chung biển về chiều cũng rất là đẹp ha. Giới thiệu đây là bé Lại nè. Đang ra đi biển về đêm nè. Đây là buổi chiều hoàng hôn rồi nha các bạn, khá là rộng luôn. Sóng đánh rất là dồn dập luôn ha. Để mình quay một vòng cho các bạn xem về bờ biển của Quảng Ngãi của bên mình nha. Bây giờ mùa này cũng ít người du lịch. Đây mình cùng vợ của mình đi dạo cái bờ biển hôm nay nha các bạn. Ồ, có một chú ngựa. Không sao đâu, anh sẽ bảo ngựa. Người ta đem ghế ra, người ta ngồi, người ta ngắm biển luôn nè các bạn. Sao nấu? Đi, anh lặn lại đây. Có một chú ngựa. Có một chú ngựa đang ở đây để phục vụ cho mọi người về chụp hình nha các bạn. Biển bữa nay cũng khá là vắng vẻ luôn nè. Nhìn vô cái điện thoại mình nó sáng, nhưng mà bây giờ đã là về chiều rồi nha các bạn nha. Đây. Đi dạo bờ biển thì phải quay chứ đúng không các bạn? Lâu lắm rồi bây giờ mình mới đi dạo lại bờ biển Quảng Ngãi nha các bạn. Hôm nay khá là phát triển luôn. Lúc xưa là người ta làm cái bờ nó ra ngoài này luôn nè, mấy cái sạp ra ngoài này luôn nè. Nhưng mà hôm nay á thì người ta lại làm vô trong đó luôn nè, thuộc vô trong luôn. Thì bây giờ ở đây nó đã quy hoạch ra lại rồi. Bờ biển ở đây cũng khá là dài luôn, không khí rất là thoáng mát luôn. Khi trời rất là đã các bạn ơi. Hôm nay mình dẫn Như đi dạo quanh cái bờ biển này thì nhân tiện để mà coi như là một cái trùng chân mặt ha. Là một cái trùng chân mặt ha. Hôm nay mình đi khá là nhiều nơi rồi. Đi lên núi có nè, đi ra thành phố có nè, đi vô trong bụi cũng có luôn. Vô trong lùm, nhưng mà bữa nay thì mình mới đi ra bờ biển nha các bạn. Nè, để mình quay, mình nói ly thiên nhiều rồi, thôi để mình quay bờ biển cho các bạn xem đi ha. Đây là cô gái bán tre chưa bao giờ thấy ngựa nè, nói là nếu mà gặp con ngựa nó tông thì sao. Rất là hung dữ nha các bạn. Đây, anh với em đi. Đây có một phục vụ dễ chụp hình nè các bạn, leo lên đó chụp hình nha. Có người con. Đó, xem nào. Nó quay. Có đồ đi nè. Làm đây chứ giải gì. Nó muốn đi á các bạn. Nó muốn đi á. Theo chuẩn đó. Túng mã. Một con ngựa màu trắng nha.
Đây một cặp ngựa mẹ con. Đây. Có tí xíu nữa là có còng nó chạy lên á, rồi mình bắt. Bờ biển này khá dài, khá dài luôn. Hả? Ở đâu? Ở đây là khung cảnh trên bờ nha các bạn. Khá là nhiều nhà hàng quán mọc lên luôn. Và bây giờ đây là hoàng hôn nè, rất là đẹp luôn ha. Cho các bạn ngắm hoàng hôn về biển nha. Có ai nghe sóng biển vỗ mà thích chưa? Đây anh. Đây để mình quay ra đây cho các bạn nghe cái sóng biển nó vỗ nha. Chưa. Không lên tới đây nổi các bạn ơi. Về chiều thì chỉ thủy chiều nó đang xuống lần nha. Nó hiện ra cái bờ cát dài và rộng luôn ha. Ở đây khá nói chung là sóng thì nói chung là nhìn cũng yên bình đó. Nhưng mà cũng rất là người sống mà yên bình. Đó, sống yên bình mà. Rất là yên bình đúng không các bạn? Lạnh quá nên không có ai dám tắm hết trơn. Không khí của mình bây giờ đang xuống dưới 18 độ nè. Trên bờ hết. Này nó nước nó đang giật á, nước nó đang giật mà thủy triều đang xuống. Nắng khúc này thủy triều lên. Rồi sau một hồi mình đi ngắm biển về đêm á, thì bây giờ mình vô trong quán nha các bạn. Xem có món ăn nào ngon ngon ở đây thì mình kêu ra ha, review cho các bạn xem. Mình sẽ ghé quán anh Sang ở Nghĩa Hành nha các bạn. Giờ vô đây coi thử có món nào hấp dẫn thì quay cho các bạn xem nha.